Những thắc mắc đã được ấp ủ từ lâu, những sự thật rõ ràng bị ẩn nấp chưa có lời giải thích đáng về các nút play YouTube, về các kỹ năng thần thánh trong game Free Fire, tất cả quy tụ trong video học thấy ghê, chơi thấy mê, ai cũng nể, độc quyền tại Nhanh Trí ngày hôm nay, vừa giúp bạn rèn luyện trí não để giải đố, vừa mở mang kiến thức một cách thú vị đấy. Đầu tiên, nếu bạn muốn trở thành một người thành công tài giỏi trong lĩnh vực YouTuber, chắc chắn không thể không đoán được câu hỏi này: nút bạc YouTube và nút vàng YouTube, theo bạn cái nào có trước nhỉ? Rõ ràng là nút bạc có trước nha. Đây là thành quả đầu tiên mà gã khổng lồ YouTube ghi nhận và trao cho các YouTuber khi kênh YouTube đó đạt 100.000 người đăng ký trong quá trình đóng góp và sáng tạo nội dung bổ ích, uy tín tới người xem. Và tất nhiên, trong đó có thành quả của anh em Nhanh Trí nhà mình rồi. Câu hỏi tiếp theo, bạn đoán xem nút vàng và nút kim cương, nút nào được làm từ chất liệu quý có thật? Có siêu nhiều thắc mắc và hiểu lầm về nút bạc, vàng, kim cương của YouTube thì giờ đáp án này gỡ rối cho bạn đây. Chẳng nút nào được làm từ chất liệu vàng thật hay kim cương thật cả, chỉ là tên gọi vàng bạc kim cương để tượng trưng cho các cấp bậc mà YouTube dành cho các nhà sáng tạo nội dung mà thôi. Bạn muốn sở hữu nút nào cho bản thân mình không? Comment xuống bên dưới nhé! Ngoài ra còn có nút Ruby và nút vàng. Theo bạn, nút nào có giá trị hơn? Tất nhiên, nút Ruby rồi, hay còn gọi là nút Play Custom hay nút Play đặc chế. Khi nào YouTuber được nút này, đó là khi kênh chạm mốc 50 triệu người đăng ký trên thế giới. PewDiePie là YouTuber đầu tiên đạt được nút Ruby vào ngày 18 tháng 12 năm 2016. Cho đến nay, số YouTuber đạt được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đừng ai chúc Nhanh Trí sớm đạt nút Ruby nhé, sớm đạt nút vàng thôi đã. Vậy khi so sánh nút Ruby và nút Play kim cương đỏ, thì theo bạn, nút nào có giá trị cao nhất? Cứ tưởng là hết rồi, ai ngờ còn có nút Play kim cương đỏ là giá trị cao nhất các bạn ơi. Nút siêu khủng này dành cho các kênh vượt mốc 100 triệu người đăng ký. Hiện tại trên thế giới đã có hai kênh YouTube đạt được giải thưởng này, đó là kênh T-Series và PewDiePie. Ở Việt Nam, một trong hai kênh Phát TV và kênh Gãy TV, kênh nào đạt được giải nút kim cương đầu tiên bạn biết không? Viewer biết đến YouTuber từ khi 3 tuổi đến giờ chắc quá EZ game với câu này. Đó là kênh Pháp TV nha. Ngày 19 tháng 9 năm 2019, các thành viên nhóm Pháp TV chính thức được YouTube trao tặng giải thưởng người sáng tạo kim cương, đánh dấu cột mốc 10 triệu người đăng ký. Kênh làm về các series phim ngắn, web drama và video âm nhạc thể loại hài hước là nổi bật nhất. Mà này anh em ơi, có một tin siêu sốc, mình không thể giấu kín thêm chút nào. Có thông tin cho rằng chúng ta có thể mua được nút vàng, bạc như một món đồ ở chợ. Liệu rằng đó có phải thật không nhỉ? Nghe xong sốc luôn, cả hai nút vàng bạc đều có thể mua được các bạn ơi, thậm chí nút kim cương cũng có thể pha ke và mua được, bán đầy trên các sàn thương mại điện tử, Shopee, Lazada các kiểu, giống đến 99,9%, hài hước ghê luôn. Thế là những ai không làm YouTube vẫn có thể bỏ tiền ra mua một em nút bạc vàng kim cương để làm màu cơ đấy. Quay xe gắt sang ngay con game đình đám đang âm thầm làm mưa làm gió trong thị trường cho anh em đây, để xem có phải là thắng bại tại kỹ năng hay không nhé. Các game thủ đồng đảo của Free Fire đâu rồi? Theo các bạn, khi chơi cận chiến nên dùng chảo hay kiếm nhật katana thì mạnh hơn? Ai mà chả thích được cầm một thanh katana trông vô cùng ngầu? Katana là vũ khí cận chiến có tầm đánh vừa, ngắn hơn gậy bóng chày một chút nhưng dài hơn tất cả các loại vũ khí còn lại. Chưa kể sát thương của katana cũng rất lớn, sẽ giúp bạn chiếm thế thượng phong trong một trận giác đấu. Quá tuyệt phải không? Còn câu hỏi sau, chắc chắn chỉ game thủ thực thụ mới biết. Trong Free Fire, giữa hai khẩu súng shotgun M1014 và shotgun SPAS-12, khẩu nào bá nhất? Theo nhiều giờ tìm hiểu, thì khẩu shotgun bá nhất trong Free Fire là shotgun SPAS-12 với tốc độ bắn nhanh, tầm bắn trung bình, độ trụm đạn cao và khả năng phá giáp thượng thừa. Kể cả những đối thủ mặc giáp 3 cũng phải né tránh sát thương trực tiếp từ khẩu súng này. Vậy còn mặt ngang mũi dọc của khẩu mạnh nhất là khẩu nào? Trổ tài ngay trong câu hỏi tiếp theo đi! Khẩu Groza và SKS, bạn đoán khẩu nào mạnh nhất?
Còn ai trồng khoai đất này? Đó là khẩu Groza. Nhưng bạn phải được thần linh độ lắm, may mắn lắm thì mới sở hữu khẩu này thôi. Nó chỉ xuất hiện tại các điểm tiếp tế và trong thùng thính, sở hữu lượng sát thương hoàn hảo trong nhóm súng trường tấn công. Còn giờ, đi chọn vũ khí tiếp đi anh em ơi. Theo anh em, nỏ và lựu mù, vũ khí nào có lực sát thương cao hơn? Thông thái và sáng suốt mà chọn nỏ đi chơi chi. Vũ khí này có lực sát thương 90 HP, thích hợp cho cuộc chiến tầm trung. Bạn không thể bắn và tiêu diệt kẻ thù với nỏ trong trận chiến tầm xa đâu. Nhưng game thủ pro luôn biết cách sử dụng loại vũ khí cận chiến thầm lặng này để gây sát thương lớn cho kẻ thù. Súng phóng lựu M79 và súng phóng lựu MGL-140, vũ khí nào có lực sát thương mạnh hơn? Vũ khí gây sát thương diện rộng đáng sợ nhất trong Free Fire, một phát bắn chính xác có thể tiêu diệt cả một squad hoặc thổi bay một chiếc xe, không có cách nào để chống chọi với vụ nổ, đó chính là M79. Nhưng nó cũng có những hạn chế nên các gamer mới không phải phớ lo đâu nhé. Là một game thủ xứng tầm trong Free Fire, trong trường hợp nước sôi lửa bỏng thì bạn sẽ chọn lựu mù hay bom keo? Được sự trợ giúp của các gamer chính hiệu xung quanh thì mình đã chọn bom keo. Hỏi các game thủ mọi miền cho mình xin 500 ý kiến ngay xuống bên dưới xem lựa chọn này đúng đắn không. Theo tìm hiểu, bom keo là một món vũ khí có khả năng phòng thủ hiếm hoi trong game. Khi ném đi, mặt đất nơi trái bom chạm vào sẽ lập tức tạo ra một bức tường phòng thủ bằng keo để người chơi ẩn nấp, rất hữu dụng đấy chứ. Ngoài ra, để trở nên pro hơn, để chiến thắng trong Free Fire phụ thuộc rất nhiều vào vị trí hạ cánh của người chơi. Bạn biết gì về hai bản đồ này không? Giữa Purgatory, đảo Thiên Đường và Bermuda, đảo quân sự, bản đồ nào được lựa chọn nhiều hơn trong game? Bermuda là bản đồ được nhiều người chọn nhất trong Free Fire. Đúng không? Là đảo quân sự Bermuda đó, được chọn nhiều bởi cái tên nói lên tất cả. Trên đây có những vị trí lút đồ cực khủng cho các game thủ thỏa sức trổ tài. SOS, các cao thủ cấp cao ơi, hai điểm nhảy dù này, Power Plant và Cape Town, đâu là điểm nhảy dù nóng nhất trong Free Fire, bạn nào biết không? Thì ra là một trong những nơi nóng sôi sùng sục mà các game thủ nhảy dù, đó là Power Plant. Đây là nơi nằm chính giữa bản đồ, cộng thêm việc có cực nhiều đồ ngon. Không biết bạn đã trả lời đúng bao nhiêu câu, làm game thủ bao lâu, nhưng nếu không có kỹ năng sau thì đáng tiếc. Nhân vật Alok DG thế giới và Skyler siêu sao thế giới, ai mạnh hơn? Khi được hỏi thì các cao thủ gamer bình chọn ngay cho DJ Alok bởi nhân vật này được trang bị nhiều kỹ năng đặc biệt như tạo hào quang trong phạm vi 5m, khi cấp bậc cao có thể tăng tốc độ lên 15%. Ôi dồi ôi, quá khủng. Ngoài ra còn nhiều khả năng khác, bạn nào biết thì comment giúp mình nhé. Ô kìa, mới có 15 câu mà đã sắp hết thời gian rồi. Còn một mớ kỹ năng khủng trên trời dưới biển muốn chia sẻ để anh em có thể leo top dễ dàng hơn. Mà thôi, để vào video phần 2 vậy. Anh em comment để xác nhận đồng ý nhé. Còn bây giờ thì đừng quên like, share cho đồng đội và đăng ký kênh để đặt gạch hóng nha.